Cháy lớn ở Mỹ, nhà máy vũ khí hạt nhân sơ tán gấp trong đêm. Cháy rừng dữ dội đang lan rộng nhanh chóng, khiến nhiều khu vực ở tiểu bang Texas, Mỹ chìm trong biển lửa. Tính đến sáng ngày 29 tháng 2, đám cháy Smokehouse Creek đã thiêu rụi diện tích đến hơn 3.000 km2, trở thành một trong những trận cháy rừng nghiêm trọng nhất tại tiểu bang này. Thống đốc bang hôm 27 tháng 2 đã ban bố tình trạng thảm họa tại 60 hạt sau khi các vụ cháy rừng tại vùng Panhandle lan mạnh trong thời tiết gió lớn và khô nóng bất thường. Đáng chú ý, The Sun đưa tin, ngày 27 tháng 2, nhà máy sản xuất vũ khí hạt nhân Pentex của Mỹ ở Texas đã phải sơ tán ngay trong đêm khi cháy rừng dữ dội thiêu rụi vùng đất gần đó. Các công nhân đã phải sơ tán khẩn cấp. Đám cháy lan rộng đã thiêu rụi 250.000 hecta quanh khu vực đó. Cùng ngày, hàng nghìn đầu đạn hạt nhân cũng đã được tháo rời và sơ tán đến nơi an toàn. Video này được quay lại bởi các nhân viên cứu hỏa đang trên đường làm nhiệm vụ. Hàng nghìn người dân đã phải ngay lập tức rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn an toàn. Qua video, có thể thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội như muốn nuốt chửng cả một khu vực rộng lớn. 11 triệu người ở tiểu bang này đang trong tình trạng nguy hiểm, với mức báo động đỏ vì ngọn lửa rất hung và gió rất mạnh. Hình ảnh vệ tinh của cơ quan thời tiết quốc gia Amarillo cho thấy các đám cháy rừng lan đến gần thành phố Amarillo. Cơ quan này khuyến cáo người dân nên ở trong nhà do chất lượng không khí tại khu vực Amarillo vẫn kém và khói tiếp tục bay về phía nam. Một kỹ sư an toàn hạt nhân làm việc tại Pentex cho biết, hiện tại chúng tôi đang ứng phó với nhà máy, nhưng không có đám cháy nào trên địa điểm hoặc ranh giới của chúng tôi. Chúng tôi đã sơ tán những nhân viên không cần thiết khỏi hiện trường, hết sức thận trọng. Nhưng chúng tôi có một đội cứu hỏa được trang bị tốt, đã được huấn luyện cho những tình huống này, luôn theo dõi tại chỗ và sẵn sàng nếu có bất kỳ trường hợp khẩn cấp thực sự nào xảy ra. Trong thông báo mới nhất, công ty quản lý nhà máy Pentex cho biết cơ sở này đã hoạt động trở lại vào ngày 28 tháng 2. Nhà máy Pentex nằm cách Amarillo khoảng 30 km về phía đông bắc, chuyên lắp ráp cho kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, tiến hành thử nghiệm vật liệu hạt nhân đặc biệt và chế tạo chất nổ mạnh. Sở Lâm nghiệp Texas A&M báo cáo rằng 31 đám cháy đang bùng phát tại bang, trong đó 25 đám cháy đã được khống chế. Đám cháy lớn nhất thiêu rụi hàng nghìn km vuông rừng hiện vẫn chưa được kiểm soát.